Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các thí sinh bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đã tới kiểm tra công tác tổ chức thi tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh. Tới kiểm tra điểm thi trung học phổ thông Hưng Yên và trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao các điểm thi đã phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương bố trí đầy đủ lực lượng và chuẩn bị phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Đầy đủ các vật tư y tế như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay và máy đo thân nhiệt, đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ giáo viên coi thi. Kỳ thi nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh không tụ tập đông người nơi cổng trường, vừa đảm bảo an toàn thi, vừa góp phần giãn cách xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế thi, nhất là trong các khâu vận chuyển bài thi, chấm thi, thực hiện đúng lịch trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Buổi sáng hôm nay, các thí sinh làm bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội theo nguyện vọng đăng ký. Buổi chiều, thí sinh thi môn ngoại ngữ. Nhiều thí sinh đánh giá bài thi tổ hợp không khó, phù hợp với những biến động trong học tập vì ảnh hưởng của dịch COVID trong thời gian qua. Môn tiếng Anh được đánh giá có độ phân hóa thí sinh. Em đăng ký thi môn khoa học xã hội ạ. Em cảm thấy là đề thi này là khá vừa sức với các bạn ạ. Môn địa, môn công dân thì em nghĩ là khoảng 90%, còn môn sở thì chắc là chỉ 80% thôi ạ. Tổ hợp của em chọn là khoa học tự nhiên ạ. Thời gian mà đi học thì các thầy cô ôn các bài tập khá là gần sát với đề thi ạ. Đề phù hợp với cả cái mục đích là xét tốt nghiệp ạ. Tuy nhiên là kiểu hai bài đọc và mấy câu ngữ pháp thì vẫn có chỗ để lừa học sinh, nhưng mà các bạn nào có cái tư duy tốt thì vẫn có thể vượt được, nhưng mà để trên 9 là hơi cũng không gọi là một cái thử thách. Toàn tỉnh có một trường hợp thí sinh vi phạm quy chế trong thời gian thi môn lịch sử đã được xử lý theo quy định, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.